Xà phòng diệt khuẩn có thể nguy hiểm đến sức khỏe. Trước những lo ngại về việc sử dụng tràn lan các loại xà phòng diệt khuẩn, các hãng sản xuất xà phòng của Hoa Kỳ sẽ phải tuân theo những quy định khắt khe hơn nhằm đảm bảo sự an toàn lâu dài của những sản phẩm trên. Thông báo ngày hôm qua của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết các chất hóa học triclosan và triclocarban có trong xà phòng diệt khuẩn dùng để rửa tay và bát đĩa có thể ẩn chứa nhiều nguy cơ trong khi hiệu quả của chúng vẫn chưa được chứng minh. Kết quả của một số công trình nghiên cứu mới nhất cho thấy triclosan có thể tác động đến tuyến giáp, hormone sinh dục nữ estrogen, hormone sinh dục nam testosterone và có thể làm tăng khả năng kháng thuốc của vi khuẩn đối với những loại thuốc kháng sinh thông thường. Một số phòng thí nghiệm đã phát hiện thấy các vi khuẩn thường xuyên bị triclosan tác động đã thay đổi cách thức đề kháng với hóa chất này. Theo các khoa học gia, những nguy cơ do việc dùng các loại xà phòng diệt khuẩn có chứa triclosan hàng ngày gây ra có thể là đáng lưu ý hơn lợi ích mà hóa chất này đem lại.